Xin chào các bác. Bác nào đang có nhu cầu về một con giải mã đời cao, hàng xịn và sau này có thể kết hợp làm một công suất đỉnh cao thì alo cho em, có thể lấy con FR L9 này nhá. Con này thì tí em sẽ thử cho các bác thấy độ uy lực của nó như nào nhá. Nhỏ thôi nhưng mà có võ các bác nhá, nhỏ mà có võ, uy lực cực kỳ luôn. Đấy, nó chính là con FR L9. Về hình thức thì em mời các bác nhìn qua đã nhá. Hàng bãi thì nói chung là cái chuyện mà bụi bặm một tí hay là nó sơ sát nhẹ một tí thì cái này không tránh được các bác nhá. Đấy thì các bác đi mua hàng bãi thì các bác phải thông cảm cho nhà em. Đấy, nhà em nói gọi là nói không những nhà em mà còn tất cả những cái nhà khác bán đồ âm thanh bãi đều như vậy hết coi nhá. Đấy, thực sự là cái hàng bãi này thì nói chung là nhà buôn nào cũng muốn là hàng nó đẹp về để cho khách chơi cho nó sướng và bên em bán thì cũng được giá cao. Tuy nhiên thì cái điều mà nó bụi bặm tí hay là sơ sát tí thì nó không thể tránh được, nên là mong các bác cũng thông cảm cho. Đấy, còn với con này thì nếu mà đặt trên mặt bằng chung mà nói ấy, tức là đặt trên hàng bãi mà nói thì đây là một con hàng gọi là hàng đẹp luôn đấy, gọi là hàng đẹp đấy các bạn. Đấy. Con này thì quang có hai cổng các bạn nhé, quang có hai cổng này, một cổng out một cổng in, thì in em đang cắm sẵn rồi thì em sẽ thử quang cho các bác. Còn AV của con này nhá thì đây, đấy, có một cổng in này, hai cổng in này, ba cổng in, còn hai cổng này để dành cho các bác truyền xuống âm ly to, hát karaoke hoặc nghe nhạc. Bác nào thích hay đam mê karaoke ấy, mà ví dụ đang dùng một con giải mã mà cảm thấy chưa nghi lắm thì có thể lấy con này về nhá. Với dòng này thì nó giải mã 24 bit và 24 bit xịn. Còn với những cái dòng giải mã thông thường trên thị trường hiện nay thì nó tầm khoảng mấy trăm nghìn đấy, thật sự các bác là những cái giải mã nó bé bé ấy, thì những con đấy thì nó cũng chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Nó chưa thực sự là hay cho lắm. Thế nên là bây giờ hiện đại đa số nhá, khách hàng là đã đang nhảy qua sử dụng những con giải mã của Onkyo hay là của Đài Loan, bởi vì những con này nó cho chất âm nó hay hơn. Đấy, ngoài cái yếu tố là nó giải mã được chuyển đổi tín hiệu, nó còn cái gì đó một chút sàng lọc tín hiệu để cho nó tiếng hay hơn, nó chỉ là một chút thôi các bác nhá, chứ không phải nhiều, nhưng nó vẫn hay hơn so với những giải mã thông thường kia. Đấy, hàng thì sản xuất tại Nhật các bác nhá, made in Japan luôn này, sản xuất trực tiếp tại Nhật luôn. Đấy, còn ngoài ra sau này thì các bác có thể ghép thêm loa vào này. Đấy, vừa kết hợp loa làm công suất luôn. Đấy, loa thì có thể phối loa từ 4 đến 16 ohm, loa cứ từ 4 đến 16 là phối vô tư. Đấy. Có cả đường súp riêng, bác nào cần thêm giải trầm thì cắm thêm súp vào đây được luôn. Nó là dòng cắm cho súp điện nhá. Đấy, con này là một con đời rất là cao coi nhá, đời rất là cao và chất âm của nó kinh khủng lắm. Con này thì công suất là 56W, thế nhiều bác cũng nghĩ là 56W mà loa của mình là loa mini mà nó đã ghi 70W một loa thì thậm chí nó còn bé hơn cả một con loa của mình. Đây ví dụ như con X7A của em kìa. Đấy, Onkyo những cái dòng bass 13 kia các bác nhá, thông thường là nó sẽ là 70W. Đấy, hay là Đài Loan nhá. Đấy thì bass nó tầm khoảng 14 nhưng mà công suất nó chỉ có 50 thôi. Đấy, còn những cái dòng này thì công suất nó khoảng 70. Đấy thì nhiều bác bảo là ô 70W một loa thì là hai loa là 140W thì đánh làm sao được. Đó. Nhưng mà các bác đâu biết rằng là hãng là người ta sản xuất ra nhá thì là con loa mà đi với con L9 này này thì cũng là con loa 70W một loa. Tức là tổng hai loa nó rơi khoảng 140 mà nó vẫn đánh bình thường. Bởi vì nhà sản xuất người ta đang nghiên cứu, người ta đã tính toán cái độ kỹ thuật của nó rất là chuẩn xác rồi, thế nên mình không cần phải gọi là quá là đặt nặng vấn đề là 56 làm sao mà đánh được những con kia. Có biết sao không? Bởi vì loa ấy là nó ghi ví dụ là 70W hay là 80 hay là 100 thì nó ghi đấy là công suất cực đại và đây là công suất để dao động nhá. Tức là từ 1 đến 100 đấy chứ không phải là nó maximum là 100 đấy. Thế nên là và cái nữa ấy là các bác sẽ nghĩ là hai con loa cộng lại 70 cộng 70 nó sẽ là 140 thì làm sao mà đánh được với con này, thì các bác lại nghĩ như vậy thì lại sai hoàn toàn. Bởi vì là cái cầu loa này nó sẽ chia ra mỗi một vế này sẽ đảm nhiệm một loa, tức là mỗi một con vế này nó sẽ đảm nhiệm một con loa. Đấy, vế này đảm nhiệm con loa bên kia chứ không phải mình cộng dồn lại mình tính tổng cho cái này. Đấy là không đúng các bác nhá. Đấy thì đấy làm phân tích một chút như vậy. Cái này thì thực ra là ai chơi loa thì cũng nghĩ đã biết hết rồi. Nhưng mà còn một số bác gọi là mới bắt đầu vào chơi đấy, thì có thể là mình sẽ hay bị nhầm lẫn về cái đấy, hoặc là chỉ bị nhầm lẫn thôi chứ không phải là không biết. Đấy. Thế nên các bác yên tâm, đây còn đây em đang đánh đôi bát, tí em thử cho các bác xem nhá. Em đánh với đôi bát 25 ba đường tiếng của Kenwood này. Tí em thử cho các bác xem bát đánh căng đét luôn. Đó, bởi vì con này nó khỏe lắm. 56W nhưng mà của nó kinh khủng lắm các bạn. Em sẽ thử cho các bác thấy này. Em chỉ cần nhấc volume lên tầm khoảng 32 33 thôi là nó đánh gọi là gần như là loa là hết hết tầm luôn đấy. Đây em thử cho các bác nghe thử nhá. Đây em cho lùi ra tí các bác chiêm ngưỡng cả loa của em luôn này. Đấy, các bạn nhìn đánh loa 3 đường tiếng này, càng đét luôn này. Các bạn nhìn volume đẩy lên, em đẩy lên nhá.
22 rồi, thêm một lắc nữa thì đập kinh khủng luôn. Đó. Thử khiển. Ok, rồi thì đấy là về cảm ứng thoại các thế không ạ? Em mới chỉ cần nhích volume lên tầm khoảng 33 thôi thì nó đã kinh khủng như vậy rồi. Em sẽ thử chuyển ra một cái khác nha, em thử xem volume lên được tầm bao nhiêu nào. 37 38 39 40. Nó lên khoảng maximum lên khoảng 41 các bạn nhá. Maximum lên khoảng 41 mà chỉ cần đẩy con này lên tầm khoảng 30 thôi là nghe vừa tầm. Chứ còn mà đẩy lên 32 thì gần như là con loa kia là sẽ 33 thì con loa kia gần như không chịu được. Đấy, nếu mà 33 thì con loa kia gần như là không chịu được luôn. Đấy. Thì nói chung là em nghĩ là nếu mà tầm này các bác mà đánh loa on kill vừa thì cứ mở vừa cho em tầm 25 thôi là nghe ok. Để lên 30 là nghe gọi là đỉnh cao rồi đấy. Đấy. À, thì đấy là gì ạ? Đấy là em vừa sử dụng qua cái đường điện thoại. Còn bây giờ em sẽ chuyển sang đường quang nhá. Ê, vào hướng dẫn luôn. Cái món khiển học này em hơi khoai. Cái này thì các bác đấy, em có giá chưa? Chưa, đang phải nhờ. Cái này là sẽ tặng các bác kèm một cái khiển học nhé. Để về mình đấy. Có thể chỉnh to nhỏ này. Em đang test, thấy ông cách này ông ra, em ngoanh ra ông ấy thử đấy. Cái này em bỏ bán luôn. Đấy. Đấy. Cái các bác dùng cái khiển này nhé thì nó có 3 chế độ này. DVB này, đấy, cho các bác nhìn cho dễ, nó đang bị mờ. Đây ngồi vào tí, nhìn cho dễ. DVB này, Hi-Fi mấy cả thì TV này thì cái khiển học cái đang được set là chế độ TV, nó sẽ là khi chỉnh bát tép các kiểu to nhỏ rồi input đầu vào cho con này nhá. Thì đây các bác có thể thấy này. Đây, to nhỏ ở đây. Đầu vào đây nhá, các bác nhìn này, hai cái nút này chọn đầu vào này. Hai nút này chọn đầu vào nha các bác nhìn nhá. Em ấn nó sẽ chuyển đầu vào này. Đấy. Đúng không ạ? To nhỏ này, to nhỏ để bó đùm rồi. Tăng giảm này. Bên cạnh đây nút này là nút để chỉnh bass tép này. Ấn BNS này. Nút này nhá. Thì nó sẽ giang bass này. Ấn một lần ra bass này. Tăng lên thì ấn nút này. Giảm về nút này. Tương tự ấn một phát nữa sang tép. Đấy. Tăng lên nút này. Giảm về nút này. Đấy. Ở dưới nó còn một vài cái nữa các bác tự khám phá nhá. Nó còn một vài chức năng nữa các bác tự khám phá nhá. Chủ yếu là em bán cái kèm theo cái này cho các bác về chỉnh bát tép cho nó dễ và mình to nhỏ các kiểu. Đấy. Còn đấy. Ở dưới này hình như nó còn có cả chọn ba chọn beo gì đấy của CD hay sao ấy. Đấy, thì cái này về các bác tìm hiểu nhé. Con này thì riêng CD mà đen không bao chạy đâu nhá. Đấy. Bán giải mã không thôi. Đấy, con này thì em định bán giải mã không có khiển nhưng mà thấy ông anh đang lại nghịch nghịch có khiển đây thì em thấy đang nghịch nghịch cái khiển học thì bấm vào đây của em. Thế là em bảo thôi bỏ đây bán luôn cho nhanh. Thì tặng các bác vào đây cho luôn cho nhanh. Đấy. Đang yên đang lành này phải tăng thêm cái khiển. Đấy, không nghịch không sao, nghịch thì lâm quanh này phải tăng thêm cái khiển cho các bác. Rồi thì đấy là em test được điện thoại. Còn em sẽ nhảy sang đường quang các bác nghe thử nhá. Đấy, bình thường của nó ra thì con này là 1.8 nhá, là chưa có khiển nữa các bác. Nhưng mà ông anh ông Giang nghịch cái khiển thì em bỏ đem tặng các bác luôn nhá. Thì để các bác là giá 1.8 là tặng cả khiển luôn. Thì đó là khiển học các bác nhá. Đấy. Khiển này thì nó tính ra là khiển này nhập vào đã 150 đấy.
chứ còn nếu mà tính công học công hao thì nó phải khoảng 250. Mà thôi, này em không quan tâm đâu, bởi vì là đang test mà lại vào nghịch nghịch ấn ấn nên đông quanh nên là phải tặng vào đây. Rồi đấy thì tặng các bác là 1,8 triệu là tặng kèm thêm khiển luôn. Đấy. Đằng này lại mất thêm cái khiển các bạn. Đó rồi, bây giờ nha em sẽ chuyển sang đường quang này, test lốt đường quang cho các bác này. Chung là con này thì có mà nghe nhạc thì vô biên luôn, gọi là đỉnh cao luôn, mọi đời cao mà nghe sướng lắm. Còn làm giải mã thì thôi khỏi bàn luôn, hoặc là bác nào có chịu xuống tiền hay không thôi, chứ còn để mà giải mã hỏi có hay không thì quá hay luôn các bác nhá. Đấy. Vâng, xin chào các bác.